Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Đầu con game này tự nhiên lại ra hai con ốc. Cái này nó là ngoài dự tính đấy, bởi vì tôi cũng không có ý định chơi liên quan gì đến cái con ốc này cả. Đầu game thì bây giờ cứ nếu mà chơi mà muốn đánh chuỗi thắng ấy là cứ đánh Hunter thôi anh em ạ. Pick Hunter vào chơi thôi. Đấy, ra Hunter, pick Hunter vào chơi. Tạm thời 3 phe giờ này. Tí nữa tôi sẽ đổi dần sang Hunter thôi. Meta này muốn đánh chuỗi thắng chỉ có đánh Hunter thôi. Đấy, Hunter rất là dễ đánh chuỗi thắng. Nếu mà không có cái bộ Hunter ấy, thì tốt nhất là Echo anh em ạ. Chứ còn nếu mà chơi kiểu chơi bắn trưởng như ngày xưa ấy, lấy mấy cái đồ cho mấy cái con bắn trưởng ấy, kiểu đồ mana ấy hay là đồ tăng đam phép ấy, thì bây giờ khó chơi lắm. Nói chung là mấy cái con mà chơi phép ấy, đầu game kể cả có con Thunder cũng chưa chắc đã đánh được chuỗi thắng thôi anh em ạ. Cái bọn Hunter là bắn nó rát lắm. Cực kỳ rát luôn. Chưa gì đã có ba con rồng này khả năng là chơi bắn trưởng rồi, chơi rồng rồi. Chuyện này có rớt nhá, chuyện này có rớt. Meta này tôi cũng rất là hay chơi bắn trưởng. Con ốc này nó cánh cái tôi này. Hay nhỉ. Ui, ra hai con Line Blade Line. Meta này là tôi cũng hay chơi bắn trưởng đấy anh em ạ. Cái con tướng mới ấy, nó không sợ cái bọn vật lý, nó chỉ sợ cái bọn bắn trưởng thôi. Thì nếu mà có nhiều Aegis Seed thì có thể là chúng ta chơi cái con mấy cái con 5 rồng 9 mét các thứ là cũng ok. Đấy, như trận này là có thể chơi được rồi. Chơi Saman, Saman mét cũng được. Saman là trận này có thể đánh 6 Saman, có thể là counter được vào cái bộ Aegis Seed. Aegis Seed bây giờ nó kiểu nó đang mạnh hơn so với những cái bộ khác đấy anh em ạ. Đặc biệt là cái con tướng mới nó khá là khỏe. Chơi ở level 9 ấy là bây giờ là nó có 9 Aegis Seed mà nó lại còn có cả 3 Hunter nữa. Nên là thực ra là cái bộ đấy ngày trước là phải đánh ở tận level 10. Đấy, bây giờ chỉ cần đánh ở level 9 thôi, xong rồi roll tướng lên 3 sao thì thực sự là cái bộ đấy nó khá là khỏe. Aegis Seed đánh ở level 9 là bây giờ là khỏe lắm. Thậm chí là có những cái trận đấu mà có cả Saman nhá, tức là một trong cái bộ mà counter ở bộ Aegis Seed ấy, mà nó không sợ cơ. Đấy, nó lại thế cơ. Bộ Aegis Seed bây giờ nó cũng không ngán Saman. Những cái bộ mà counter vào cái bộ Aegis Seed như là bộ ngày trước là có cái bộ Insectoid nữa đấy. À ui rồi ôi, từ từ nhá. Hay là Greater nhỉ. Nếu mà ra cái con này sớm ấy thì khả năng là chơi Greater. Hunter giờ còn chưa ra đủ bộ này. Thực ra đủ bộ rồi nhưng mà thôi, nếu mà ra Greater thì lại Greater lại ngon hơn anh em ạ. Để xem là Greater bây giờ chơi Line Blade Line ngon nhá. Thôi được rồi, bỏ Hunter đi. Line Blade Line bây giờ mà kết hợp với cả Greater clear hơi bị khỏe luôn. Con ốc này coi như là chỉ gọi chơi tạm thôi, tí nữa bán đi. Đấy, kiểu thế. Tí nữa chơi Line Blade Line. Tôi cứ để mấy cái con ở dưới này, như cái cặp ở dưới. Tí nữa nó lên 2 sao chơi nha anh em nhá. Còn tạm thời cứ để cái đội hình mạnh nhất ở trong trên bàn cờ đó. Hai con Line Blade Line nó sẽ không mạnh như này. Ui, đao này có mất chuỗi không? Ui, con tướng mới kìa, nó bật bất tử lên. Nhưng mà cái con ốc của tôi trong lúc nó bật bất tử thì vẫn có thể hút tóc của nó được. Hay, ui dồi ôi, được đấy nhờ. Ok. Liệu rằng có phải là Greater không? Trông cũng khá là form đấy. Gặp hết mấy thằng mạnh rồi đúng không? Ok. Trung Quốc gặp rồi. Bây giờ thằng Vũ Nhật, Vũ Nhật khỏe này. Ui, Vũ Nhật khỏe này có ăn nổi không nhỉ? Ba Hunter. Khó đấy. Khó đấy, khó đấy. Đội hình này chưa đủ khỏe, phải thêm một con 2 sao nữa cơ. Và đủ tiền thì tôi up 6 đó. Rao sao up 6. Cái lý do mà cái bộ Aegis Seed bây giờ nó mạnh ấy là bởi vì làm sao? Bởi vì là mấy cái bộ counter của nó là bây giờ nó yếu anh em ạ. Như cái bộ Insectoid bây giờ quá yếu rồi. Từ khi mà nó giảm cái sức mạnh của cái skill của con cáo xuống ấy, gần như là cái bộ Insectoid là bây giờ là chỉ có chơi là Insectoid mèo heo gấu thôi.
Và cái bộ đấy bây giờ cũng yếu anh em ạ. Cái bộ đấy thì lại không đánh được cái bộ Exorcist, cái con tướng mới cơ. Ui, cái gì đây? Ốc sao lại quả trứng ạ? À, thế thì cái con ốc này nó lên 3 sao á hả? Thế thì thôi, chơi có ốc vậy. Nếu mà ra ốc như này thì tôi bỏ con Live Blade Live luôn anh em nhá. Chơi một con co thôi. Thường là sẽ là cái bộ Glitter này chỉ chơi một con co dồn đồ thôi nhá. Đấy, một là ốc này, hai là phong vũ, ba là Live Blade Live. Đấy, bốn là có thể là Flame Wizard, năm thì có thể là Berserker. Đấy, nhưng mà con Berserker nó đóng vai trò nhiều. Nó đóng vai trò là vừa là support, hỗ trợ đam lại vừa là co chính được. Đấy, thì những cái con đấy là chỉ chọn một con, một trong những cái con đấy làm con chính thôi. Còn những cái con còn lại nó chỉ là hỗ trợ thôi. Thằng này ăn nổi không nhỉ? Được. Rồi. Súng 2 mà tôi ốc 2 chứ có kém gì đâu. Ui, ra Velomancer này. Chơi không? Velomancer 2 sao đập trứng luôn không? Cái bộ Glitter này chỉ đánh một co thôi anh em ạ. Velomancer cho vào thì cũng được, nhưng cũng chỉ là cái dạng hỗ trợ thôi. Mà tôi nghĩ là nếu mà cho Velomancer này vào ấy, để mà làm hỗ trợ ấy, thì nó sẽ không ngon bằng là một con Zipper. Sao Ripper ấy, nó có khả năng hồi máu. Đấy, nó trùng bộ Warlock nên là tôi cũng không tin cái con này lắm. Nhưng mà nếu mà để chơi tạm thì cũng được. Đấy, chơi tạm thì cũng được. Trong cái lúc mà chúng ta còn yếu thì cái con này nó cũng khá là khỏe. Chơi tạm đầu game. 4 tiền 1 sao thì nó cũng tương đương với một cái con 1 tiền 2 sao rồi. Cái lượng máu của nó với cả những cái khả năng mà skill của nó ấy, thì nó cũng tương đương với một cái con 1 tiền 2 sao. Đấy, coi như thêm một con 2 sao nữa, một con 1 tiền 2 sao. Ok. Cáo này. Con cáo tôi thật với anh em, từ khi mà nó update tôi không bao giờ tôi chơi luôn. Rồi, lấy cái mặt lạ điên. Chính ra nha, cái đồ này của tôi nó cũng khá là ngon cho bộ Glitter đấy. Glitter này là cầm cái đống đồ này nhá. Xong lại có cái cỏ 4 lá, có khả năng là trói liên tục. Đấy, có khả năng là trói đối thủ liên tục luôn. Nó tăng cái khả năng trói của những cái con Glitter cũng ngon. Đấy, và cái con cáo thôi, tôi không mua đâu anh em ạ. Chơi ốc rồi thì nó sẽ bị trùng cái bộ Assassin. Cho chúng ta không cho cáo được vào. Mà kể cả là có ra cáo 2 sao ấy, có ra thêm 2 con cáo vào này tôi không mua. Con đấy bây giờ nó phế vãi đái luôn. Nó giảm quá nhiều sức mạnh của cái con đấy rồi. Bây giờ đấy, chính vì cái con đấy nên là cái bộ Insectoid ấy, nó mới không ai chơi anh em ạ. Insectoid bây giờ nó quá phế rồi. Nó yếu đến cái mức độ mà bây giờ cặp Exorcist còn thua cơ mà. Nó không ăn nổi Exorcist. Chính vì cái lý do đấy nên là cái con cáo nó cần phải thay đổi thì cái bộ Insectoid nó mới quay trở lại được. Đấy, còn Insectoid bây giờ mà đánh bằng 5 đô thì nó lại khó quá. Đấy, chơi bằng 5 đô lại phải đợi là máy bay này hay là Sailing Assassin. Thì nói thật với anh em là quá khó. Ra được cái đống đấy mà 2 sao thì khó quá. Con cáo 2 sao thì dễ, nhưng mà mấy cái con kia thì thực sự là nó quá khó. Mà cái bộ Insectoid nó đã đắt rồi ấy. Toàn là 4 đô thôi mà. 4 đô với cả 3 đô 2 sao thì mới chơi được. Thậm chí là còn phải thừa để còn chơi hiến tế. Đấy, thế mà lại tướng co chính cũng phải là 5 đô 2 sao thì thực sự là nó quá đắt tiền. Chưa lên thì đã bay màu rồi. Bây giờ phải có điều chỉnh lại sức mạnh của cái con cáo thì may ra người ta mới chơi lại bộ Insect anh em ạ. Đấy, Insect mà không chơi được này. Xong rồi Saman có bị giảm sức mạnh đi này. Thì làm sao mà có cái thế lực nào nó cản được cái bộ Exorcist. Thực ra là vẫn có. Đấy là những cái bộ bắn trưởng bây giờ. Những cái bộ bắn trưởng như là cái bộ Saman mà bây giờ đủ 6 con thì vẫn có thể là cân được này. Hay là cái bộ bộ 5 rồng 9 mét ấy. Thì là cân được. Nhưng mà toàn là những cái bộ khó anh em ạ. 5 rồng 9 mét mà bây giờ rớt 2 thì cũng khó đúng không. Hay là phải ra đồ chấn thì khó lắm. Bây giờ nó có cái gậy xanh đấy thì ra đồ chấn đấy thì ăn được, nhưng mà để mà ra là những cái đống đồ đấy ấy, thì làm sao mà bằng cái bọn kia đúng không? Bọn kia bây giờ nó chỉ cần một cái con tướng 3 đô lên 2 sao là cứ tà tà lên 10 thôi.
Anh em thấy đúng không? Đấy, chỉ cần 2 sao thôi là tạt tàn lên 10 thôi. Hoặc là coi như là nhẹ nhàng nhởn nha ở 9 rồi roll 3 sao cũng được. Chỉ cần có tướng Ego Seed 3 đô ấy. Mà bây giờ mà nó lên được 2 sao là yên tâm luôn, đầu game đến cuối game là vẫn nhẹ nhàng tình cảm là giữ được máu. Đấy, nó chơi nó dễ thế mà. Chứ còn những cái bộ kia bảo counter được nhưng mà nó cũng khó anh em ạ. 5 dòng 9 mét rất 2 sao đúng không? Ra được đủ bộ còn phải lên 11 nữa. Ra cả dòng 5 đô ra cả rớt, xong rồi phải lên 2 sao, xong phải lên 11 đúng không? Xong lại còn phải có đồ nữa cơ. Chứ còn bình thường cũng chưa chắc đã ăn được đâu. Chưa chắc đã ăn được. Đấy, phải có đồ nữa. Thì nó có quá nhiều cái điều kiện để ăn được cái bộ đấy đúng không? Trong khi cái bộ kia thì nó đơn giản thôi. Một cái con tướng lên 2 sao. Lấy đồ thì toàn đồ xanh lá nhưng mà có thể là cân được đến late game. Toàn lấy đồ xanh lá thôi, lấy lùn này, lấy búa sét này. Đấy, toàn những cái món đồ dễ chơi đúng không? Trong khi cái bộ kia phải lấy đồ cam. Đồ tím, đồ cam. Khó hơn rất là nhiều. Nên là tôi nghĩ là meta này nó sẽ là meta Ego Seed, nó vẫn là khỏe anh em ạ. Nên rất khỏe luôn. Phải có sự thay đổi thì cái bộ đấy nó mới yếu đi được. Đặc biệt là những cái bộ counter trực tiếp vào cái bộ đấy, như là bộ Shaman hay là cái bộ Insectoid. Nhưng mà Shaman và Insectoid bây giờ chưa có thay đổi thì chắc chắn là Ego Seed là vẫn là bất tử. Meta này đúng kiểu là meta của Hunter, là meta của Ego Seed. Đấy, nó không phải meta của Witcher đâu nhá. Mặc dù là cái bộ Witcher nó ăn được cái bộ Ego Seed với cái bộ Hunter ấy, nhưng mà nó khó anh em ạ. Trời ơi, cái bộ đấy nó form ở level 10. Phải ra được con chúa quỷ đúng không? Phải ra được đủ bộ 5 rồng. Khó lắm, không dễ đâu. Đấy, mặc dù là ăn được thì solo late game là ăn được đấy. Ăn được là nó cũng phải lên tới 80-90% là ăn được rồi. Nhưng mà để mà lên được ấy, thì nó cũng là cả vấn đề. Trong khi cái bộ kia nó dễ hơn rất nhiều, dễ chơi. Chính vì cái lý do đấy nên là nhiều khi là vào trong trận đấu, một cái trận đấu có 8 người thì đấy, anh em thấy là cũng 5-6 người là chơi cùng một bộ. Chơi bộ Ego Seed. Cùng lắm là Hunter thôi. Chứ còn tôi thấy là cũng bây giờ meta này beat biết các thứ chả thấy đâu. Glide clear các thứ không thấy đâu luôn, mất hút luôn. Bây giờ chỉ thấy là cùng lắm là ra cái bộ 9 phe giờ này. Thế thôi, chứ còn mấy cái bộ kia bây giờ gần như là cái bộ bắn trưởng có khi tôi thấy có mỗi một mình tôi chơi. Lấy cái đồ gì đây? Gậy gai thì cũng ngon. Mà tôi lại thấy cái nhẫn ma thuật này cũng ngon này. Bây giờ đang có Thunder 2 sao, cầm cái món này rất là ok đấy. Chơi Greater này thường là tôi chơi thì tôi cũng không dồn quá nhiều đồ vào một con. Greater nó cũng sẽ không đổi quá nhiều đồ dồn vào một con, mà tôi sẽ thường là tôi sẽ tận dụng đồ, xong rồi tôi giải ra cho mỗi con cầm một ít. Tức là con nào nó cũng có thể đóng vai trò làm co được đấy. Thôi cứ để cho Thunder cầm cái nhẫn anh em nhé. Xe quạt mạnh. Ui, cái con du xoay kìa. May quá. Dù chết à. Thôi, xoay một lúc cũng chết hết thì thôi. Trên này có cót đỏ à? Không sợ lắm. Gấu à. Chơi con unicorn hay con gấu đây? Đang hơi phân vân anh em ạ. Trận này chơi gấu thì cũng được. Tôi đang tính xem là có lên chơi cái con phong vũ nữa không. Thực ra nếu mà để mà chơi Greater ấy thì chơi phong vũ vẫn ngon hơn là con ốc đấy anh em ạ. Phong vũ khỏe hơn nhiều. Con phong phu được cho là cái con tướng mà kết hợp với cái bộ Greater nó là mạnh nhất ở trong bộ Greater. Tôi cũng chưa thấy cái con nào mà nó hơn con này. Kể cả Light Blade Light, thực ra Light Blade Light thì clear khỏe, nhưng mà đánh solo thì cái con này nó vẫn ngon hơn. Late game thì con phong vũ này đánh solo cực kỳ khỏe luôn. Hay quá nhở, giữ chuỗi này. Chuỗi cũng chín luôn. Quá tuyệt vời anh em ạ.
Hy vọng là sẽ giữ được cái chuỗi này đến round sau round 20. Ok, Clyde. Thằng này tôi nghĩ là Clyde, nhưng mà tí nữa chuyển sang chơi bắn trưởng. Tôi nghĩ là như thế. Cái trận này là có con rớt với con rồng 5 đô rồi. Tôi nghĩ là sẽ có rất nhiều người chuyển sang cái bộ đấy. Hoặc là không. Bởi vì trận này còn có cả cái con Tsunami nữa anh em ạ. Nên là cũng chưa chắc. Chưa chắc họ đã chọn cái bộ 5 rồng 9 mét đâu. Chưa gặp bằng Trung Quốc. Chưa gặp bằng Trung Quốc. Ok. Và thôi chắc là ăn thôi. Chả cần lên 8 đâu anh em ạ. Để cái này rồi. Lên dần lên 8, round sau lên 8. Thực ra bây giờ lên 8 nhét vào một con cũng không ăn thua. Tôi không muốn đập trứng cho Phong Vũ. Biết đâu đấy là ra thêm ốc đúng không? Phong Vũ này chưa chắc nó là co ở trong trận đấu này. Ốc 3 thì cũng ok. Con nào mà ra thì chơi thôi, tận dụng luôn anh em ạ. Cá lông à? Nếu mà chơi cá lông thì chúng ta sẽ không chơi Agali được nhá. Nó sẽ trùng cái bộ Gnai. Hai con này đều chơi được ở trong cái bộ Glitter ngon. Tùy vào trận đấu mà chơi một trong hai con thôi. Thường thì cái con Agali nó sẽ được tin dùng hơn, bởi vì là nó có khả năng hồi máu. Và con này nó khá là trâu. Nó sẽ câu kéo được khá nhiều thời gian ở phía trên. Đấy. Ngoài ra nó còn có khả năng là gây skill này, vừa hồi máu lại vừa gây đam nữa. Mà gây đam nó chính là cái lượng đam nó xuyên giáp, nó là vào thẳng trực tiếp vào máu luôn. Chứ là không phải đam phép, mà nó cũng không phải là đam vật lý. Nhưng cái con này nó cũng khá là được tin dùng. Có con ca lông trong một vài trường hợp mà theo kiểu là solo co mà đối thủ chỉ còn một con co ấy, thì cái con ca lông này nó lại hiệu quả hơn. Đánh theo cái kiểu dạng mà đối thủ như kiểu là Kira cái riếc thì con ca lông này ngon hơn. Đấy. Nó phụ thuộc vào đối thủ là bọn nào nữa. Mà những cái thằng mà chơi Kira thường là sẽ chọn ca lông. Dí vào một con thôi. Trừ giáp một con xong rồi tướng chính đánh. Bây giờ vẫn chưa có tướng hỗ trợ hồi máu. Rao này ra con đắt led có khi là thôi bán nó này đi mua đắt led anh em ạ. Đằng nào cũng có hai con Agali ở đây rồi. Sớm muộn lên được 2 sao thôi. Bây giờ cái con Greater của tôi ấy, nó mới 1 sao. Cái con này 1 sao thì khả năng úp màu, úp lồng của nó gần như là không có luôn. Nhất là gặp mấy cái thằng như là Hunter ấy. Trừ khi là bây giờ con dưa sò của tôi nó phải lên 2 sao. Tăng mana thật là nhanh. Còn bây giờ tạm thời thì bổ sung ở cái tinh thể mana cho nó có thể úp lồng sớm. Rồi round 21 lên được level 8 rồi đây. Nhưng mà tôi nghĩ là cái chuôi này nó cũng sớm muộn gì nó sẽ mất thôi anh em ạ. Sẽ dừng lại ở 8 để roll thôi. Mất không? 9 Hunter. 9 Hunter hàng Fake à? 9 Hunter Fake sợ gì? Sợ gì? Ok. Úp được cái lồng mà ăn mà. Mà Hunter thường là nó hay bỏ ở trong góc. Úp phát là ăn rồi. Sao Ripper này. Ok con này mua nhá. Sao Ripper này mua. Nó trùng cái bộ Warlock bán nó này đi đâu. Ui lại ốc này. Chết rồi. Bài ra nhiều quá anh em ạ. Từ từ đã. Không kịp đâu, không kịp xử lý. Bán này đi nhá. Tí tìm lại sau anh em ạ. Khả năng là vẫn dưa cái chuỗi này. Được không? Ê à. Ốc vẫn sống rồi được rồi. Ui. Vẫn dưa chuỗi anh em ạ. May thế.
Ngon. Xả tiền mạnh mạnh tí anh em nhé. Form cái đội hình nó mạnh một chút. Phong Vũ lên được 2 sao rồi. Thêm một con 2 sao nữa đi. Đây rồi. Bán 4 gấu ấy nhỉ. Hết slot rồi anh em ạ. Gấu luôn mãi không lên được 2 sao thôi bỏ luôn. Ui lấy ốc này. Thôi thì tạm thời bán nó dưa so vậy. Hết slot rồi anh em ạ. Nhưng mà cái con Greater của tôi là mãi không lên được 2 sao. Đang này mất chuôi không? Chắc là không. Du xoay à? Úp lồng. Ok, đứng trong lồng. Nó xoay ác phết đấy. Nhưng mà ồ. Ok, giữ chuỗi rồi à. Hai con ốc nữa thôi. Thôi nhá, sạc tiền luôn anh em nhá. Đây là một con. Một con nữa thôi, một con nữa thôi, một con nữa thôi. Một con nữa thôi. Thôi xả hết tiền giữ chuỗi luôn anh em nhá. Hết tiền luôn đi. Ui rồi, không phải. Ốc cơ. Đây rồi. Ui giời à. Quá tuyệt vời luôn. Lên được 3 sao. Ngon. Ơ vớ vẩn này 93 màu hết game nhở. Tầm này lên được ốc 3 rồi. Quá tuyệt vời. Tí nữa Phong Vũ 3 này dồn đồ cho Phong Vũ thôi. Ốc đóng vai trò là support. Lết game. Thực ra nhá, nếu mà chơi Greater ấy, mà có con ốc này trong đội hình thì nó cũng khá là hay anh em ạ. Nó cũng khá là hay đấy. Cái lý do tại làm sao mà hay thì đây, cái lý do là như này. Khi mà chúng ta gặp mấy cái thằng bắn trưởng này, đấy là late game, mà cái con ốc này nó ở trong bộ Greater thì nó phế. Nhưng mà nếu mà chúng ta chuyển sang cái bộ 6 cá, bởi vì có sẵn con ốc mà, nên chuyển sang 6 cá fake nó cũng dễ lắm. Nếu mà trong những cái trường hợp mà đối thủ mà bắn trưởng ấy là đội hình lên có cái con ốc ở trong cái đội hình Greater. Đấy, để late game nếu mà solo ấy thì chuyển sang cái bộ 6 cá chơi anh em ạ. Tính trước cái điều đấy để mà roll con ốc 3 trong đội hình. Tức là có sẵn con ốc rồi, sau đó chúng ta kiếm wizard vào, chúng ta có sẵn cái con ốc 3 sao làm co. Đấy thì chơi với cái bộ ví dụ 5 rồng 9 mét này, hay là mết Saman nó đều rất là ok. Chúng ta có thể chuyển sang 6 cá khi mà cái bộ Greater nó không ăn được. Mà đa phần thì là không ăn được. Đa phần là không ăn được anh em ạ. Trừ khi là cái bộ Greater này nó có cái cầu vực thẳm. Cầu vực thẳm thì cũng tùy trường hợp. Nhiều khi con rớt của đối thủ đồ nó nhiều quá, đồ nó mạnh thế giới thì cái cầu vực thẳm nó cũng không là gì. Bởi vì anh em nên nhớ là cái cầu vực thẳm ấy nó phải nhận đam thì nó mới bắt đầu kích hoạt. Đấy, mà nhiều khi cái con rớt ở trong cái bộ 5 rồng 9 mét ấy, nó vào phát nó tung trưởng ngay, coi như là co bay mất màu luôn, chưa kịp kích hoạt cầu vực thẳm. Nó giật trúng một cái thôi là bay màu rồi. Đấy, nên là có những cái trường hợp nó sẽ phải là 6 cá. Bởi vì 6 cá nó sẽ kích hệ trước khi là cái trưởng của cái con rớt nó chạm vào người. Đấy, nên là 6 cá thì nó vẫn cứ là uy tín nha anh em nhá, nếu mà chơi với mết. Chứ còn nhiều khi anh em cứ bảo là có cầu vực thẳm rồi thì coi như là yên tâm, không cần phải là chuyển sang 6 cá thì anh em sai lầm rồi đấy. Có những trường hợp mà con rớt nó cầm gậy xanh ấy, đến cái con Lancer nhá, nó còn bay màu. Con Lancer là con bay màu luôn, chứ đừng có nói là mấy cái con Greater không có khả năng kháng phép. Đấy, Lancer còn bay màu trước khi là có khả năng là kích hoạt kháng phép thì nó đã bay màu rồi. Kể cả là có cái BKB. Hay người ta gọi là Vĩnh Hằng đấy. Có BKB Vĩnh Hằng nhá mà vẫn còn bị giật chết trước khi bật Vĩnh Hằng lên luôn. Trong cái bộ 5 dòng 9 mét ấy, nó giật nó nhanh lắm anh em. Rớt là gần như là vào phát là nó nhấc tay lên phát là bay màu à. Đấy là chính là cái bộ mạnh nhất của con rớt, nó nằm ở trong cái bộ này đấy. Nó mạnh hơn cái bộ Saman nhiều. 5 dòng 9 mét rồi cái con rớt ấy. Nhiều khi nhá là tôi không phải là tôi quá là lưng bi cho cái bộ đấy đâu. Nhưng mà nhiều khi là anh em chơi 6 cá anh em thua. Anh em bảo là 6 cá là counter vào 5 dòng 9 mét đúng không? Không anh em ơi. Nó chỉ counter vào 5 dòng 9 mét khi mà co là con già, co là con thunder. Đấy. Co là những cái con mà không phải là con rớt ấy. Thì anh em còn có cái cửa
anh em ăn. Chứ còn co là cái con rớt thì chưa chắc đâu anh em nhá. 5 rồng 9 mét ý, vào phát là có nó dập phát bay màu luôn, là còn chả kịp phản cơ. Nói thật với anh em điều đấy. Rớt mà nó đủ đồ nhá, nó có gậy xanh này. Bây giờ là có cái gậy xanh ấy, là nó có gậy xanh là nó coi như là một con rớt 3 rồi. Sau đó là có huyết trượng này đấy, có gậy hack này, có xích, có bão, có gậy bão nữa đấy, RO. Nếu mà có chọn bộ cái những cái món đồ thế giới như thế nhá anh em nhá, thì thậm chí là cá nó còn chưa kịp nổ cơ. Cá nhá là phải vào là phải 3 giây nó mới nổ nhá. Nhưng mà trong vòng 3 giây đấy con rớt nó chỉ cần giật được 2 phát thôi. Nó chỉ cần giật trong vòng 3 giây giật 2 phát, clear hết toàn bộ bàn cờ là gần như là lọt hết. Không coi như là bị phản tí nào luôn. Lọt hết anh em ạ. Mà xếp khéo nhá là chỉ có cái hàng trên cùng là bị phản thôi. Còn con rớt nó đứng ở cái hàng dưới ấy. Đến lúc mà chạm vào người con rớt là gần như là bay màu hết rồi. Đấy mà 5 rồng 9 mét mà lại còn là... Ui đây này, đây này, đây này, đây này. Có phải đây không? Có phải đây không? Đấy anh em thấy chưa? Mất chuối ngay vào cái thằng này luôn. Thấy chưa, thấy chưa, sợ chưa, sợ chưa. Mà không có cầu vực thẳm nhá. Trận này không có cầu vực thẳm là xác định luôn là late game là biết làm thế nào đấy. Bây giờ lên 10 xong rồi là chuyển sang 6 cá thôi anh em ạ. Đấy, anh em biết phải làm thế nào đấy. Đúng rồi đấy. Rớt kìa. Đấy, và bây giờ nó còn 5 rồng 6 mét xong rồi còn là 6 human, tức là nó có thể lên được 12 ấy nhá. Nó cắt được quả chuối của tôi vừa rồi là cũng quá là kinh khủng rồi đấy. Không đùa được đâu, không nhờ được thằng đấy đâu. Xác định luôn nhá, tôi nói với anh em là không có trượt phát nào luôn. Là chúng ta là phải chuyển sang 6 cá, late game là cái chắc chắn rồi. Và bây giờ có trụ được đến late game không? Bởi vì 6 cá ấy, nó cũng không thể chuyển được khi mà bây giờ gặp những cái thằng nó không phải nhà mết đâu. Chúng ta còn phải tìm cái bộ 6 cá vào này, xong rồi chúng ta còn phải căng. Để rao nào mà gặp mết thì chúng ta mới chuyển vào thôi. Chứ còn bây giờ gặp Hunter này mà cho vào 6 cá thì đúng là xác định luôn. Tướng mới à? Bắn nhưng mà bây giờ tôi là Greater tôi vẫn ăn được. Trong lúc mà cái con tướng mới nó có khả năng bật bất tử ấy, thì nó vẫn sẽ bị trói, nó vẫn sẽ bị là hút tốc. Đấy. Thế nên là cái bộ Greater này vẫn ngon anh em ạ. Đây rồi, Dream đây rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu mua Wizard vào này. Đấy, để lên level 10 là kẹp vào luôn anh em nhá. Kẹp vào đập cái thằng mết luôn, đập chết nó luôn ấy. Đập chết nó luôn, 32 máu kia thì nếu mà 2 round 6 cá trước khi có rớt lên được 2 sao, cầm gậy xanh với RO thì rõ ràng là chúng ta vẫn có thể ăn được. Mà phải form sớm. Chứ còn để nó mà lên được rớt 2 sao mà gậy xanh RO thì thôi xác định luôn anh em ạ. Là lúc đấy 6 cá nó cũng bó tay luôn. Đấy. Nói thật với anh em đấy. Sau cả bó tay luôn. Tôi chơi rồi tôi biết mà. Tôi cái một cái trong những cái người chơi mà rất là hay chơi bắn trưởng ở meta này luôn ấy. Đấy, tôi thử rồi tôi biết. Có thằng nó chuyển sang 6 cá nó không ăn được tôi biết rồi. Có tầm này thì vẫn thua thôi. Ui đẩy nhiều thế. Phải đái. Ui cặp nó 2 đao lưa bay màu ạ. Thế gì căng? Sao căng vậy? Sao căng vậy bạn ơi? Cặp nó 2 round nữa bay màu thật ạ. Round trước có đẩy 29 máu luôn ạ. Thề. Hỏng rồi. Thế thì chắc là không lên được 10 rồi anh em ạ. Không lên được 10 rồi. Không lên được 10 rồi. Phải đánh ở 9 rồi. Bây giờ mà làm nào để tính được là cái round nào gặp nó mới khó này. Bởi vì làm sao anh em biết không? Vừa có thằng chết reset lại rồi. Bây giờ đúng kiểu hên xui luôn ấy. Round sau mà lại đen lại gặp lại nó một lần nữa có phải là chết không? Hên xui nhỉ. Bây giờ mà bỏ Greater ra cho cá vào mà gặp cái thằng Hunter thì đẩy cũng vãi cứt đấy anh em ạ. Cái bộ đấy nó kẹp thêm mấy cái con đẻ vào. Có mấy con đẻ cơ, thậm chí nó đẩy nhiều hơn cái bộ mết ấy. Chả biết được đâu. Có cả heo đẻ, có cả gấu, rồi có cả con rồng đẻ, Hunter, Skull Hunter các thứ. Giáp xoay có vẻ được. Châu châu tí nhỉ.
cho châu châu tí anh em ạ. Mặc dù tôi rất sợ thằng Mết ấy, nhưng mà cái round này tôi có một cái linh cảm là tôi sẽ gặp cái thằng Vũ Nhật. Tôi vẫn có cái linh cảm mà tôi sẽ gặp cái thằng Vũ Nhật ở cái round này anh em ạ. Cầu trời thần Phật cho cái linh cảm của tôi nó là chính xác nhá. Cầu trời thần Phật đi. Cái linh cảm của mình mà sai là round này là bốc cứt luôn. Thề. Linh cảm sai phát là round này bay ít nhất là 29 máu luôn ấy. 29 đến 30 máu. Tất nhiên là vẫn sống. Round này thì 48 máu thì cũng chưa chết được, nhưng mà đúng là thực sự là rất sợ đúng không? Mặc dù là cái lượng máu của chúng ta còn tới gần 50%, nhưng mà khá là sợ. Bởi vì chúng ta đâu có cái gì để cản được cái lượng máu mất đi khi mà gặp mết đâu. Đây rồi, hay quá. Được, 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 được. Linh cảm nó là chính xác. Vậy là thậm chí round sau chúng ta không cần phải tìm 6 cá, bởi vì là round sau chúng ta vẫn gặp thằng Vũ Nhật. Hay. Đây rồi, có 6 cá luôn này. Nhưng mà từ từ, round này vẫn gặp thằng Vũ Nhật anh em ạ. Round này vẫn gặp thằng Vũ Nhật. Cho 6 cá vào round này là bị dở đấy. Round sau tôi sẽ lên 10. Round sau đủ tiền lên 10 rồi. Lên 10 kẹp 6 cá. Dàn hàng ngang ra để đón nó anh em nhá. Round này chúng ta chưa gặp đâu, bởi vì round trước là chúng ta gặp thằng Vũ Nhật là cái bóng thôi, chứ không phải Vũ Nhật. Thế là round này chúng ta sẽ gặp lại thằng Vũ Nhật. Ok. Hay quá nhỉ. Round này mà đổi sang 6 cá đúng là lát người luôn. Đối thủ toàn đẻ mà. Rồi. Hay quá. Tưởng mới với chúng tôi. Ờ, càng phết nhỉ. Khỏe phết đấy. Rồi thôi. Áp rồi. Xong chưa? Đấy, đến là đón bạn ơi. Sang đây. Đã đến lúc rồi bạn ơi. Đã đến lúc phải kết liễu nó. 32 máu kia liệu rằng có kết liễu nó luôn được không nhỉ? Kết liễu luôn được không? Kết liễu luôn mới được nhá. Ốc 3, 6 cá. Ơ từ từ đã. Từ từ đã, từ từ đã. Tại sao lại không phải là 6 cá? Ơ vướng kéo ấy nhỉ? À ui dồi ôi anh em ơi, sai lầm rồi, sai lầm rồi. Ui giời ơi, không phải 6 cá là bởi vì là không kích hoạt được Wizard. Wizard kia là bị dính demon. Trời ạ. Mẹ ơi, nó đẩy 25 máu. Ôi trời ơi, sai lầm quá đấy mà tôi. Phải có demon, phải có demon, phải có demon, phải có demon. Chết toi. Ôi, quả sai lầm quá nhở. Chưa sắp tèo à? Quả vừa rồi đẩy vãi cứt. Mà con rớt lên được 2 sao vệ xanh rồi anh em ạ. Ôi, tôi không nghĩ là 6 cá giờ cản được nó đâu. Chỉ gọi là đỡ mất máu thôi, chứ còn ăn được nó thì cũng khó đấy, không dễ đâu. Rồi, gặp cái thằng Vũ Nhật này thì ok rồi. Sau đó chúng ta đừng nghỉ một round để kiếm cái con Wizard Salivo. Đi rồi. Đừng nghỉ một round để kiếm Salivo. Round sau mà không kiếm được Salivo, không kích hoạt được 6 cá thì đi luôn đấy anh em ạ. Đi luôn là chắc chắn đấy. 23 máu là chắc chắn là đi. Vãi cứt. Sợ nhỉ. Tôi nghĩ là tôi sẽ pick demon vào anh em ạ. Thế nó sẽ dễ hơn. Trong trường hợp không kiếm được con sao đi vô, chúng ta có demon chúng ta kích hệ. Vừa lấy là vì có demon nên là chúng ta không kích được cái hệ 6 cá đấy anh em. Quên mất.
Mặc dù là kiếm được 4 wizard rồi nhưng mà lại không có demon để phế cái demon. Khó chịu nha. Một con demon thôi. Bán con này đi. Đây rồi. Ủa từ từ đùm. Được rồi anh em ơi. Ổn rồi. Bỏ một con đi. Con này chắc phế rồi. Ok. Giữ lại mấy con hồi máu anh em ạ. Trong trường hợp rớt nó giật không chết được có khả năng hồi máu. Sau cá này chưa yên tâm luôn anh em nhá. Anh em nhìn con rớt ấy. Anh em hãy nhìn con rớt của nó. Lấy cái bất diệt thôi. Anh em hãy nhìn con rớt của nó nhá. Rồi anh em hãy nói là sáu cá yên tâm. Phải cứt luôn. Kiểu người BKB mà không có luôn. Sợ sự. Rớt RO gậy xanh. Ăn nổi không? Vãi. Trông kìa. Ui ui. Nó cũng có bất diệt luôn ạ. Đây anh em thấy chưa? Vãi, chưa chắc ăn được đâu. Rớt RO gậy xanh còn cả bất diệt nữa. Lại còn 5 rồng còn 4 gót nữa chứ. Trời ơi khó chịu vô cùng luôn ấy. Thề. Làm nào nhỉ? Bây giờ con Doom hộ phát rồi con rớt thì có phải ngon không? Doom bây giờ sống được để Doom mà con rớt. Doom 2 ấy, Doom 2 sao sống được không? Vãi ạ, 5 rồng 4 gót. 5 rồng 4 gót xong rồi lại còn 9 mét ạ. Thề anh em mình kìa. Ôi vãi cứt. Được không? Ui. Giật đau thế nhờ. Hỏng rồi. Nhìn đồ à. Anh em thấy chưa? Anh em đã thấy cái sự tối thượng của cái bộ đấy chưa? Không dễ đâu anh em ạ. Không hề dễ. Thực sự là không hề dễ dàng một chút nào hết. Khó nhờ, không ăn được rồi. Cảm giác con ốc chưa đánh được phát nào bay bầu ấy. Có đấm được phát nào đâu, toàn bị đóng đá thôi anh em ạ. Được không? Rao này có vẻ được này. Nổ. Được không? Ui, được anh em ạ. Cắt chuối rồi của nó. Hay. Càng phết nhỉ. Tí ấy chắc tôi chuyển sang hàng Ryu chơi. Doom 2 này. Hay. Thôi, chắc là không chơi hàng Ryu nữa. Từ khi con đã lên được 2 sao là nó có thể là nó gánh được. Búp máu cho chút để sống sót được để mà nổ. Nổ đam ấy. Vãi. Nó giật kìa. Bay màu mẹ hết luôn. Kìa, ốc kìa. Ốc đứng sát rồi kìa. Ôi nhá. Ui vãi. Nó giật phát con ốc bật bất diệt luôn ạ. Anh em nhìn quả vừa rồi. Đấy. Thề. Anh em nhìn quả vừa rồi. Con ốc đầy máu. Nó giật phát bật bất diệt luôn. Đây là 6 cá đấy nha anh em nhá. Đây là 6 cá nha anh em nhá. Tôi nhắc lại 3 lần. Đây là 6 cá. 4 lần rồi. 6 cá. Con ốc rất nhiều đồ. Thậm chí là có rất nhiều đồ cộng máu ở đây. Bất diệt này rồi giáp xoay. Toàn những cái đồ cộng máu thôi. Cộng thêm là 6 cá. Mà con rớt nó giật một phát bay màu anh em ạ. Giật một phát bay màu là có thật anh em nhá. Anh em nhìn máu của nó đi. 100% máu nó giật một phát bật bất diệt. Giật phát thứ hai bay màu. Ôi mẹ ơi con rớt.
Đấy là lý do tại làm sao mà cái bộ đấy nó lại là vô địch đấy anh em ạ. 5 rồng 9 mét. Tôi thật chứ lên được cái bộ đấy ấy, thì cả cái bộ ngũ long hóa hình bây giờ tuổi gì. Ngũ long hóa hình nhá. Mà cái con chấp cả chúa quỷ lên được 2 sao luôn. Vào phát giật bay màu, chưa kịp làm gì luôn. Trừ khi có BKB. Đấy mà có BKB thì nó còn phải phụ thuộc vào nhiều thứ nữa. BKB xong nhá, vào phát giật chết hết đồng đội rồi còn một mình. Một mình xong rồi sau bị dí. Đến lúc mà hết BKB thì coi như là cũng tàn đời luôn. Cái trận này nó đen thật đấy. Đồ nhá, đồ tìm tôi chỉ toàn random để tôi kiếm cái BKB thôi nhưng mà không có. Toàn ra cái gì ấy anh em ạ. Thôi giờ đổi đồ cam thôi chứ không, cũng không lấy đồ tím nữa. Mà từ từ đã, tao này chắc không kịp rồi. Đi vào từ từ thôi. Vẫn vẫn thua. 6 cá rồi, dàn hàng ngàn như này thôi mà còn không ăn thua. Kìa bạn ơi, bạn ơi, ok. Lần này thì lại ăn thua rồi này. Lần này thì lại ăn thua rồi. Hay quá. Ơ, thắng luôn á. Ôi rồi, thắng luôn anh em ạ. Ơ, tôi còn không biết là cái chuyện gì vừa xảy ra ấy nhở. Ơ. Ơ, what the hell. Cái gì vậy. Tự nhiên cái round này lại ăn luôn ạ. Ôi bất ngờ với đài luôn. Thề. Lý do. Chắc là phải xem lại thôi. Phải xem lại. Tí phải tua lại để xem là tại sao lại như thế nhở. Ảo thật đấy. Mấy cái round trước vẫn còn thua. Lý do làm sao mà tự nhiên round này khỏe thế nhở. Ơ. Gậy xanh đâu? Gậy xanh đâu? Ô, gậy xanh đâu rồi? Gậy xanh chuyển sang người con bom. Úi giời ơi, sai lầm chết người của đối thủ đây rồi. Trời ạ, à, tại sao cái con rớt là mạnh như thế mà lại không để gậy xanh trên người nó lại chuyển sang người con bom nhỉ? Ảo Makala thật đấy. Hay nó nghĩ là 6 cá nên là phải chuyển sang người con bom để gây đam vật lý nhỉ? Thề. Không thể tin nổi, cái con rớt cầm gậy xanh nó là tối thượng rồi. Trời ạ, à, ảo thật đấy. Cũng may đối thủ chuyển người chuyển gậy xanh sang người con bom, không thì là toi anh em ạ. May thế chứ đi. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và là có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Một trong những cái con game mà phải nói là cực kỳ khó chịu anh em ạ, à, khó chịu vô cùng luôn. Đến lúc mà hết game rồi mà tôi vẫn không thể ngủ được với cái con game đấy. Không biết là anh em đã xem hết cái con game đấy chưa nhỉ. Anh em chưa xem thì anh em xem đi nhá. Hay lắm, tin tôi. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem tôi hàng phục cái bộ ngũ long hóa hình như nào anh em nhá. Gót đỏ, hàng phục ngũ long hóa hình. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ở trên kênh để ủng hộ cho tôi bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!